Nam. Rồi đi bạn. Chờ. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát, em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó vợ hả? Dạ không. Rồi đó, cái này coi cũng... chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười túm tím. Dạ, sao vậy, nghe chưa có bạn trai khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng ở mến một chút thôi. Rồi. Nhưng mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mộng mĩ một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều, nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen nữa chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Bậy bậy, tay chưa hôn lần nào thôi. Phải từ từ. Dạ. Chứ cô khi thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có
Không biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được sao? Không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hên quá, đâu xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có gì ơi. Quá mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi vậy được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. Sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiến, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành. Giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn. Chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha. Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Cảm ơn bạn em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà trong đó là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn hai ba chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em muốn được là em nhậu em dữ lắm được hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa. Thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng. Tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không. Giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 triệu cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì tất nhiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên.
Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa, mong là cháu được yên. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không, phải hôn đó thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Trúng chưa? Trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em. Khách sạn. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, rồi. Em giới thiệu về mình trước đi em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em chào tên bạn. Là Nguyễn Thị Kim Anh. Năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Khang. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thethaobinhduong.com. Chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 4-50 phút đi đấy. Anh quê ở Lái Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu. À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi, bữa nay chưa biết Lái Thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bida, bowling. Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Dạ, anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ, em có 1 mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh à. Là sao? Sai gì đó chị? Sai sai gì vậy trời? Anh cho em hỏi là anh có biết hút thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em, nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm, đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em. Khang ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ, em ở trong công ty luôn anh. Nửa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ, ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa, rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em, khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ mà rủ ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi. Ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời ơi, em đang thiệt mà chị. Là chị. Sao? Mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu? Ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Ừ. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua. Ừ.
Nếu mà cưới nhau thì sẽ mua, phải mua nhà chứ, cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sàm sàm một xíu, uống bia được càng tốt. Ủa là sàm sàm chút xíu là sao? Sàm sàm mà vui vẻ đấy anh. À sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe, được không? Dạ, cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Em không nói nhiều lắm anh ơi. Không phải nói, mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi. Chứ đi làm về để kể cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai, nói trời trăng mây gió, nói cho xin cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều rồi nhiều chuyện cách biệt lắm. Không nói nhiều sao xàm xàm, nãy mới nói thích người xàm xàm. Cái kiểu là xàm xàm mà nói thì kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ rồi ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc. Mình lớn người ta tới 5-6 tuổi lận, mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ, đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu không, làm cần dâu. Làm dâu. Rồi. Làm vợ thì được. Cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung á là mình nói chuyện vui nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu ha. Dạ. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. À chào em. Dễ thương quá. Bây giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được thì cũng giỏi đấy. Dạ. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì trơn á. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui, rồi nói riết là nó quen đó. Dạ. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Dạ. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gửi liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau hả? Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bự lớn của anh ha. Dạ. Để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích có tính đàn bà, hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có nói, thể nói sơ sơ về ba em. Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này anh được mấy phần trăm. Cô gái ấy như vậy, em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm. Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất tự tin nữa. Bây mở giờ... qua kìa, mở qua. Hộp nhỏ nha anh. Hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Mà mở nhẹ nhàng xé dữ gì. Anh ơi, nó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi làm quen lắm. Làm hoàng cho mọi người thấy. Để đi, chị qua chị kiểm tra. Đứng lên. Vụ này kiểm tra đi. Thiên mạnh nói mẽ làm đấy. Đi em. Chơi thể thao mà. Được. Khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa. Bạn có tài năng gì? Tài gì? Làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em hát hỏi gì không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát bài đi. Bây giờ hát được không ạ? Rồi hát đi. Rồi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Được. Rồi hát lấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây đưa đọc. Không, không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi.
Nãy giờ ổng mừng hụt. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ anh em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Hả? Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện, hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá rồi. Trời, mới có chút xíu hồi than rồi. Người ta thấy cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh, còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh. Cái hộp kia là của chị Cát Tường, có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có hai con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Yeah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch đó. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người, nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều. Và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy, thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi, chứ không sống ảo. Chị em vô công ty này thì rất là năng động, nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. À không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? Ngày nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm, nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật. Có sao nói vậy? Yeah. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Bắt đầu. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu là đối nội, đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi, đi đây, đi đó, đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh, sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế nào? Trời, anh nấu dân nhậu mà em lo gì? Anh lại nấu đồ nhỏ không hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang, hồn hậu. Cảm ơn. Không biết anh có ấm áp hay không? Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à, nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn. Thì bạn trai? Thôi, nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Anh có một lời khuyên cho bạn trai. Mình cũng lớn rồi, cần đặt câu chuyện đúng nơi, đúng chỗ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Sống, kiệm lời ít nói, cũng hơi nghiêm túc. Quen nhau
nhau thì phải có sự tin tưởng khi sinh được chia sẻ với nhau, có trách nhiệm với gia đình, có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Bây giờ anh trai thì đã ngồi vào ghế của mình rồi, chờ đợi khá lâu. Việc còn lại là Cát Tường sẽ ra và đưa bạn gái của anh ấy vào. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Rồi, mời em gái ngồi dưới đây. Rồi, xin mời hai bạn cởi mặt nạ ra. Chị tháo cho. Ui dồi. Ok. Rồi. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. À, em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991. Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. 1991 là bao nhiêu tuổi? Dạ, 28. Nhỏ dữ vậy. Rồi, ở Thủ Đức. Dạ. À, hiện tại thì em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em cũng ở Thủ Đức luôn. Quê Thủ Đức luôn. Dạ, hiện tại thì em sống chung với bố mẹ. Nhà đông anh chị em không? Chỉ có một chị gái. À, chị em thì cũng đã lập gia đình và hiện sống ở bên chồng là ở Dĩ An. À, bây giờ mình ở sống với ba mẹ thôi phải không? Dạ. Rồi, mời em gái. Dạ, kính chào chị Cát Tường, chào bạn bên. À, em xin tự giới thiệu, em tên Trần Thị Kiều My, hôm nay 29 tuổi. À, bên em 9, nay 28. Hay quá. Rồi, dạ, tiếp. Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Ừ. Em làm về luật ở quận 1. Mình ở đây với ai? Em ở với anh chị em. Có mua nhà trong này chưa hay là mình dạ, đang chưa, ở trọ? Dạ, em ở thuê. Mấy anh chị em ở chung mà đi thuê nhà ở luôn. Dạ. Phụ nữ không cần mua nhà, dọn qua nhà anh chồng ở luôn cho nó lẹ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống. À, hay giúp đỡ mọi người. Nhược điểm của em là khá là kiệm lời ít nói. Cũng hơi nghiêm túc. Nói chung là nghiêm túc là tốt chứ nghiêm túc sao khuyết điểm được. Nghiêm túc quá nên cũng không biết tán gái đó chị. Đó là khuyết điểm của em. Rồi, gì nữa? Vậy hết rồi. Hết chưa? Hết rồi chị. Xạo. Còn nữa, có những tật xấu gì không? Kể ra hết. Tật xấu của em thì em ít nói với người khác biết lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay có chị Cát Tường thì em cũng khai thiệt. Khai đi. À, em ăn thì chậm. Giống như là một bàn tiệc á, người ta ăn không hết trơn rồi. Em thì vẫn còn ăn, chưa có xong. Tại vì hồi lúc nhỏ đó, em bị chê là béo phì. Cái từ lúc đó là giống như là em tự dặn lòng á, là mỗi khi ăn á, mình phải ăn chậm nhai kỹ. À, giống như là ăn như vậy á, cảm giác là nó sẽ không có tham ham ăn nữa, không muốn ăn nữa, là nó sẽ no rồi mình cũng giảm cân, không có béo phì nữa. À, đỡ bị mấy đứa bạn nó chọc. Rồi, còn bây giờ là túm lại ăn một bữa ăn là mất một thời gian bao lâu? Chắc thì cũng 30 phút. À, thôi cũng chưa đến nỗi nào. Ăn xong vợ cứ đi ngủ trước đi, từ từ anh ngủ sau, anh ăn sau anh dọn dẹp. Ngoài cái đó ra còn gì lâu nữa không? À, về tắm. Tắm cũng lâu nữa. Mà tắm bao lâu? Thường thì em tắm cũng cỡ nửa tiếng. Tôi làm gì chổng mà nửa tiếng hồ, tôi tắm có 5 phút tôi ra rồi. Sau một ngày mà làm việc vất vả đó chị, cái thời gian mà tắm á, em dành để giống như là em chiêm nghiệm về cái một ngày làm việc của mình. Trời ơi, thế sao không ra ngoài giường nằm rồi chiêm nghiệm cho nó khỏe, mà ở trong buồng tắm đứng mà chiêm nghiệm chi vậy trời? Vậy nó mới thú vị chị. Hay quá ha. Vừa đứng nước vừa xả vừa chiêm nghiệm hả? Dạ. Tốn nước dữ vậy. À, thỉnh thoảng em cũng ngân nghe vài câu hát giống như xả stress đó chị. Đứng mát ha, thoải mái hát rồi xả nước nữa ha. Dạ. Chị thấy cái đó cũng ok, hợp lý. Cần thay đổi không em hay là kệ anh đi? Dạ thì tạm thời em thấy chắc chưa cần. Thôi bữa nào đưa vợ đi đẻ thôi, ở dơ đi nha. Đưa vợ đi đẻ vô tắm nữa, vợ đẻ rớt à. Dạ. Nha. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Thì em là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn dọn dẹp nhà. Em cũng hơi nóng tính tí xíu và cũng hơi thẳng tính. Còn tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có một mối quen 6 tháng. Hồi đó giờ một mối một? Dạ. Lâu mau rồi? Dạ cách đây 2 năm. Để tìm hiểu mà sau đó em thấy không hợp. Là không hợp chỗ nào? Quen nhau 6 tháng em bên anh ấy em không có cái cảm xúc thoải mái, không có rung động nữa. Thì em nghĩ hai người không hợp nữa nên em chia tay. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều. Những cái quyến luyến nhớ nhung kỷ niệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, còn em tình trường mình sao? Tình trường em cũng dữ dội lắm chị. Dữ dội lắm hả? 3 mối tình nhưng mà đơn phương không à. Đơn phương làm sao? Mối tình đầu tiên thì cấp 3. Cái mối tình nó giấu kín, em không có nói cho bạn nó biết. Thì chỉ là bạn thân thôi. Cái qua tới đại học thì em cũng quen bạn này ở miền Trung á. Em cũng dễ thương. Có nói người ta biết không?
Có, lần này là có lần nói. Có nói. Phản ứng tàn sao? Nhưng mà thật sự là tại vì bạn đó cũng có quen với một người bạn trai trước em. Bạn ấy chỉ coi em như là bạn thôi. Gần đây thì em cũng có quen với một cái bạn trong công ty của em. Em thì cũng có nhắn tin. Ví dụ thì em cũng có nhắn tin hẹn bạn đó đi uống cà phê uống nước gì đó. Có nhắn tin hẹn cà phê uống nước. Dạ. Nhưng mà nhắn tin có lãng mạn, có tình cảm trong không? Em thì hỏi mấy câu mà cơ bản á chị. Ví dụ em đang làm gì đó, hay là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Tắm chưa nữa, ăn cơm chưa là tắm chưa nữa. Chứ không có nói anh thích em, anh mến em gì, em dễ thương gì, có khi nào nói vậy chưa? Chưa chị. Vậy là thua rồi, bởi vậy hèn chi ba mối tình đơn phương mỏng đúc kinh nghiệm. Bây giờ thời buổi gì rồi, ta đánh nhanh rút gọn, em cứ ăn cơm trưa, gặp chị mà ai cứ hỏi vậy hoài chị bực mình, cho nên chi vậy hỏi hoài vậy. Ví dụ giống như là em hôm nay làm mệt không? Làm chung thì anh không có cơ quan, ví dụ anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng mà anh hay để rất là quan tâm em vậy đó. Anh thấy em rất là dễ thương, mình có cơ hội gì không? Ví dụ phải vô vấn đề. Cứ ngày nào ông ăn trưa với tắm trưa chi vậy, đủ quá tâm chung hả? Hèn chi, thiệt mệt ghê. Em cũng rút ra kinh nghiệm là phải tấn công. Đúng. Như chị Cát Tường chia sẻ đó. Lần này tấn công nha. Dạ. Một hồi mở cửa để tim lên mà thấy mà vừa ý mình là phải tấn công nha. Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu luôn. Chưa chị. Có hôn nhau chưa? Chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội. Thôi bây giờ mình lớn hơn người ta 1 tuổi, mình phải chỉ người ta nha. Được không? Kinh nghiệm nó cũng ít ở lắm. Kệ, có hai người ít với nhau cho nó vui. Dạ. Vậy thôi, hai đứa mình cứ làm mới là coi như mình học tập nhau, lẫn nhau từ đầu đi. Thôi được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ thì không hút thuốc. Không hút thuốc, có hút thuốc không? Không chị. Rồi yên tâm. Không quá gia trưởng. Dạ không, em không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh và chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình và có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Được không? Đạt được nhiều phần trăm tiêu chuẩn, tiêu chí của cổ? Em nghĩ là cũng 95 luôn á. Trời ơi, tự tin với 95 luôn. Thôi kệ, cứ cho tự tin đi. Thế còn em, mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em là một bạn nữ dễ thương, dịu dàng, đầm thắm. Khi mà yêu nhau thì hai người cần phải chân thành, tôn trọng, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nó đơn giản hay thì? Đơn giản lắm. Chọn người không có đơn giản chút nào. Lựa đi. Trong số những cô gái ấy có cô gái ngồi bên đây. Chọn đúng, gả luôn. Chọn sai còn nhiều gian nan lắm, chắc tình đơn phương quá. Cho anh một cái gợi ý coi nè. Em cũng hơi nhỏ con. Hơi nhỏ con. Rồi anh có gợi ý gì cho cổ không? Em thì cũng bị cận, với lại cũng người nó cũng không có cân đối, không có mập lắm. Người cân đối, bị cận, rồi kiếm đi em. Đang suy nghĩ giữa hai người đây. Nên em nghĩ đây, bị cận. Okay. Rồi, đâu, chỉ vô. Anh có tròn mà. Người ta nói cân đối rồi, không nghe hả? Thân hình cân đối đó em. Dạ, đây, đây. Chắc chưa? Giữ nguyên hiện trường, bên đây. Em nghĩ theo gợi ý của bạn nữ thì em nghĩ bạn nữ là bạn này. Hay quá. Trời ơi, chuyến này đám cưới sớm rồi. Hai bạn ơi, chúng ta sẽ mở cửa để tìm ra nha. Mình giữ nguyên hiện trường, tấm hình mình mới chỉ nha. Để mở cửa ra, chúng ta đoán, chúng ta nhìn xem nhận cái cảm nhận chúng ta đầu tiên có đúng hay không. Cặp này tôi gả liền tay luôn nè. Chưa có kinh nghiệm tình yêu, hai bạn yêu nhau nó vui lắm. 1 2 3 mở cửa trái tim. Rồi. Đúng không cưng? Dạ đúng. Em gái là mém sai nha. Em mà cũng em... đúng á chị. Thì em đúng. Em là quá xuất sắc luôn, chị dạ. Đúng liền luôn á. Dạ. Trong khi quá trời cô vậy mà em chỉ đúng hay thiệt. Hôm nay tới chương trình anh cũng có hai món quà nhỏ tặng em. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Thì anh mong là khi em mệt mỏi căng thẳng đọc sách thì em có thể xả bớt stress phần nào. Còn món quà nhỏ thứ hai anh chuẩn bị là một cái thỏi son. Anh mong muốn cái món quà thỏi son này á thì em lúc nào cũng tươi tắn, xinh xắn khi mà bước ra ngoài đường hoặc là tới tham dự các buổi tiệc, đám cưới. Ủa bình thường đi chơi với anh cũng thỏi son được mà.
Trời ơi, sao mà còn quy định đám cưới mới thoa được nữa. À, thì hôm nay gặp nhau cũng là duyên. Là em cũng có món quà tặng anh, cái ví. Tại sao lại tặng anh ấy cái ví? Dạ thì em cũng mong là nếu mà em gặp tương lai, gặp người chồng có thể biết kiếm tiền và đưa cái ví cho em. Ghê lắm, ý nghĩ nó ghê luôn. Dạ. Rồi bây giờ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn khi mà mới gặp mặt nhau lần đầu tiên như thế nào? À, em thấy bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh chững chạc, chững chạc. Nói chung là bạn anh nói anh già không á, cái mặt nó nói già chát à. Hồi nãy bịch cái mặt nạ lại gì nè, tôi dòm tôi tính kêu bạn anh thấy cái trái ngạnh sao ấn tượng nè. Dạ không ấn tượng chị. Ấn tượng á, em có thích mấy người vậy không, trắng cao vậy không? Dạ trắng em cũng hơi cao nè. À, hai người có vẻ hợp ha. Hợp với chị. Hợp rồi. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ nha. Mời hai bạn thưởng thức bữa cơm thật là ngon miệng, cá hú kho tộ với canh chua tôm. Đây là những món thuần Việt tại nhà hàng Mận Đỏ, cũng không kém những nhà hàng thuần Việt khác. Nhất là tất cả chén dĩa làm ra từ men bát tràng, mang in ấn đặc biệt của quả mận nha quý vị nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là một món cơm cá hú kho tộ với lại là canh chua tôm rất là hấp dẫn. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại tìm hiểu kỹ một chút xíu về nguyện vọng, rồi về tương lai, về quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình. Tự tin lên nha, cơ hội lần này là không có cái vụ đơn phương nữa nha. Dạ, con rồi, cố gắng lên em. Mời em. Dạ, mời anh. Dạ. Anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân? Theo anh thì hôn nhân rất là thiêng liêng. Anh nghĩ là khi yêu nhau thì mình cần chung thủy, không có lăng nhăng, chia sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống hoặc công việc. Em cũng vậy đó. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau là phải có sự hy sinh và chia sẻ và tin tưởng nhau nữa. Anh có biết làm việc nhà không? Có chứ. Ở nhà thì anh ở chung với bố mẹ đó. Anh cũng hay giúp mẹ những cái công việc lặt vặt, quét nhà, giặt đồ, rửa chén. Nấu ăn thì thật sự anh không có nấu ăn ngon, nhưng mà anh sẽ vì người mình yêu học nấu ăn. Anh có thích chơi thể thao không? Lúc trước thì anh cũng có tập gym, nhưng mà anh tập thì có thể là không có đúng bài bản á. Nên càng tập nó càng teo. Dạ. Nên anh cũng nghỉ rồi. Nên bây giờ thì anh thường buổi sáng chạy đi bộ, đi bộ khoảng nửa tiếng, xong rồi về nhà thay đồ đi làm. Em có thích môn thể thao gì không? Hồi xưa em còn chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Bóng đá luôn. Wow. Hồi nhỏ chơi bóng đá, nhưng mà đại học á thì em có chơi bóng chuyền, rồi cầu lông. Anh có kế hoạch mà khi mà cưới nhau á thì mình sẽ ở đâu không? Thì hiện tại á là anh ở Thủ Đức. Từ nhỏ cho tới lớn là anh ở Thủ Đức. Nói chung là nhà cửa cũng tiện nghi. Thì nếu mà chúng ta quen nhau thấy hợp thì mình sẽ ở đây, ở Thủ Đức chung với ba mẹ. Đúng rồi, thì ba mẹ anh cũng dễ ở chung, nhưng mà em có thể không làm dâu. Dạ. Thì chị anh thì cũng có chồng ở Dĩ An rồi, anh thì ở hiện tại thì có ở chung với bố mẹ thôi. Nếu như mà phù hợp với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Em nghĩ em cũng già rồi chị. Già rồi. Thì ba em nói vậy giống như là em cũng xỉ nhục bạn gái vậy đó. Không, em già thiệt, bề ngoài em già thiệt. Đúng, em già hơn bạn gái thiệt. Dạ. Nếu mà nhanh nhất thì cỡ 3 tháng. Chuẩn bị mọi thứ chưa mà lẹ vậy, đám cưới gì mà còn quen nhau có 3 tháng cưới rồi. Nhà em thì cũng sửa ở đây cũng 1-2 năm rồi. Công việc của em thì cũng ổn định rồi. Thì em chỉ còn tìm một nửa yêu thương của mình và tổ chức đám cưới với cô ấy. Bạn gái có chịu làm dâu không? Hồi nãy giờ em có hỏi bạn gái chưa? Thì bố mẹ em cũng dễ chịu, cũng có tuổi rồi. Thì cũng chỉ cần có con dâu hiền, biết tôn trọng bố mẹ, quan tâm chồng con là được. Bây giờ chị chia sẻ với em nè, khi chị ra ngoài tụi em đang ăn cơm tâm sự ở đây, chị thấy là hôm nay bạn trai đi là có dẫn ba đi theo. Bây giờ chị sẽ mời bác trai vào,
để mình cũng cơ hội mình gặp mặt một xíu để cho bác trai cũng có thể là có vài ý kiến trong cái buổi nói chuyện của tụi em ngày hôm nay ha. Dạ con mời bác vô trong này ạ. À. Chào MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ chào bác. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ. Tôi là ba của cháu Linh. Dạ. Bác cũng nhận xét về cháu thì cũng dễ thương. Cháu với con của bác mà thấy thích hợp bấm nút cho nhau cơ hội. Nếu mà thấy hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà con nghe nói là cứ như giờ em Linh đi đâu là bác cũng đi theo hết trơn, bác chăm sóc. Dạ không phải đâu. Không phải là Linh thì nó ít có đi chơi. Dạ. Đi cũng như ủng hộ tinh thần cho con, thích lệ tinh thần cho con. Dạ. Đấy, bác có đặt ra tiêu chí con dâu mình phải là người như thế nào không bà? Thì tiêu chí thì tôi cũng không mong gì hơn là ngoan hảo hiền, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với ông bà người lớn tuổi. Dạ. Hôm nay con cũng rất vui được gặp bác. Thì con cũng cái quan điểm của con á là khi mà mình đối xử tốt với cha mẹ chồng á thì cha mẹ cũng sẽ thương lại mình. Dạ, nên là con cũng mong là nếu mà tụi con có thể tiến được thì con sẽ trước mắt là hai con cho nhau cơ hội. Dạ. Bấm nút. Dạ. Bác chỉ muốn vậy thôi. Rồi bây giờ con mời bác ra ngoài để theo dõi tiếp câu chuyện có hai bạn có bấm nút hẹn hò với nhau không bác nha. Dạ, con chúc bác sức khỏe, cảm ơn bác ạ. Rồi ngồi xuống hai bạn, chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nha. Đó, bác trai là đồng ý rồi, cứ mong hai con cho cơ hội thôi. Bây giờ hai con cho cô Tường các cơ hội nha. Hai con bốc thăm đi nè. Rồi đọc lớn yêu cầu trong này. Tỏ tình đối phương thật lãng mạn, liên quan đến một bữa cơm, không đạt bị phạt ôm. Qua đứng kế bển đi. Rồi muốn tỏ tình gì đó tỏ tình. Em có chuẩn bị một bài thơ đó chị. Rồi. Mà không có liên quan tới cơm được không? Thì em nói sau đó dẫn dắt vô bài thơ. Xong miễn có vừa xong mà kết thúc bài thơ, em nói gì mà có liên quan tới cơm là được. Hiểu không? Rồi qua bên đây. Đứng kế bên này, đứng bên này. Rồi qua đi, rồi đứng bên đây nè. Đứng chỗ ba đứng hồi nãy đó, sát cổ. Rồi có khi nào mình em ngồi cũng được. Nhưng mà em cho anh nắm tay cái cho nó tình cảm đọc thơ coi. Chứ anh đứng anh bỏ tay vô quần kỳ quá. Ừ, đó. Chân thành lên nhìn cổ nha. Nhận được tin của chương trình, anh đây nghỉ ngợi một mình linh tinh, nghĩ về em. Vóc dáng và tính tình là người tha thước, dịu dàng, xinh xinh. Nghĩ về em cô gái chung tình là người con gái hữu hình anh yêu. Riêng anh nói ít làm nhiều, là người cầu tiến, mục tiêu rõ ràng, sống có trách nhiệm đàng hoàng, không hút thuốc, nhậu nhẹt, lăng nhăng. Mong em hiểu được lòng anh. Chúng mình cùng xây đắp mộng lành. Thơ anh không hoa lá cành, nhưng mà tình cảm chân tình của anh. Đến đây từ sớm chờ em. Thật sự bây giờ anh cũng rất đói. Nếu được xong chương trình, chúng mình cùng dắt tay đi ăn một bữa linh đình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mặc dù không có chữ cơm nhưng mà có ăn một bữa linh đình là được rồi, là có ăn cơm. Dạ. Hay quá em ơi, chị bất ngờ với em quá. Thơ tao đó hết rồi mà tôi nhìn ổng còn ráng rặn thêm mấy câu thơ cuối mà vô được cái bụng tại em hay chưa có từ cơm á chị. Đúng rồi, nhưng mà hay rồi. Em ráng xuất nghĩ sắc đó. Xuất sắc rồi, được rồi, về chỗ đi em. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm nhận của em như thế nào về bài thơ của ảnh em? Thơ này thơ ảnh làm. Dạ. Chứ không phải là thơ lụm lặt của người khác, cho nên mặc dù nó hơi tốc độ hơi chậm, ảnh tắm cũng chậm, ảnh ăn cũng chậm mà nên đọc thơ cũng chậm nhưng mà đầy cảm xúc. Nhưng mà chị kết nhất là cuối, dẫn vô được cái đoạn cuối. Dạ. Đúng không em? Dạ. Em cho mấy điểm nè? 9 điểm. 9 điểm, riêng bài thơ đó là 9 điểm, chị cho em 10 điểm luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, quá xuất sắc. Bữa linh đình hay. Vậy là tôi biết thơ này thơ tự làm. Thử đặt biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào cho đối phương. Đặt một biệt danh gì nãy giờ anh dễ thương quá, em đặt cho anh cái biệt danh gì coi nè. Khó nghĩ quá.
Tụi bình thường em ít đặt biệt danh trai lắm. Anh mới làm thơ tặng em xuất khẩu thành thơ đó, đặt cho anh cái biệt danh đi nè. Biệt danh đáng yêu và ngọt ngào. Gọi anh yêu được không chị? Trời ơi, trời cái gì vậy? Rớt tim hả? Anh yêu được không? Được chị, thôi quá ơi. Được luôn chị. Quá được luôn hả? Hợp lý. Trời ơi, bây giờ về dễ thương quá hai bạn ơi. Anh làm thơ hay quá, cho 9 điểm mình phải thưởng ảnh, khích lệ tinh thần trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Cho anh yêu ôm cái. Hai bạn qua, mình ôm nhau 10 giây thôi. Để kiểm tra mình có cảm xúc với nhau không? Có cái nguồn điện gì qua nhau không? Rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò, bởi vì cái nút bấm này quan trọng lắm. Bấm là thật sự có tình cảm mới bấm, nếu không nó lỡ duyên của mình. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mời bạn trai, mạnh dạn lên, đây là cơ hội. Thưởng cho em bài thơ quá tuyệt vời. Em gái đứng ra ngoài này luôn. Rồi, hai bạn chúng ta có thể ôm nhau để mà truyền nhau một tí điện xem có cảm xúc hay không. Trực tiếp ôm nhau đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Ôm nhau chứ đâu phải cặp kè. Đúng rồi, ôm vô 10 giây. Cảm nhận. Được rồi hai bạn, về vị trí, không lẽ ôm hoài. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút bấm này là bấm nút hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Ok, mời hai bạn. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, đỏ rồi. Rồi, đứng lên, mời hai bạn qua bên đây. Bấm một lần thôi, bấm hai lần. Nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt. Nhắm này là nhắm của cặp đôi Uyển Ương nè. Dì Tường hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Một cặp đôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu sẽ có những cung bậc cảm xúc rất là lạ, rất là thú vị. Dì Tường mong rằng hai bạn sẽ có những tháng ngày rất là êm đềm, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau. Gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim City Box 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đến đây xem phim, tâm sự, tìm hiểu với nhau. Hai đứa cầm chung đi chứ còn đứa cầm vé nữa thiệt khổ ghê luôn á. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Ôi dễ thương quá hai bạn ơi. Chúc hai bạn sẽ nhanh báo tin vui cho chương trình nha. Quý vị ơi, hôm nay vui lắm quý vị ạ. Tường đã mai mối thành công mà đặc biệt cặp đôi này là rất dễ thương. Hy vọng rằng là các bạn ấy sẽ đến được với nhau nhé. Và bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi, hết thời lượng của chương trình rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào chị Cát Tường nhé. Chào em. Và một chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh. Xem chào chị Cát Tường. Bây giờ chúng ta đã có hai bạn nữ và hai bạn nam. Trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện để tìm hiểu nhau, xin mời quý vị cũng như là bốn người tham gia chương trình, chúng ta sẽ xem qua những cái phần giới thiệu của các bạn. Xin mời. Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người ạ. Em là Lydia Trang, sinh năm 1993. Hiện tại em đang làm việc cho ban thanh tra của một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Bắc Hồ. Em có khả năng giao tiếp tốt, biết sẻ chia, đồng cảm với mọi người, vui tính. Bên cạnh đó em biết nấu ăn, chơi thể thao, vẽ và làm bánh. Bên cạnh đó thì một số việc trong cuộc sống có thể khiến em thả lỏng tính. Hiện tại thì em đang tìm cách khắc phục điểm yếu này qua việc đọc sách. Em mong muốn sẽ tìm được một người bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích đọc sách
chơi thể thao, biết yêu thương người già, trẻ nhỏ và động vật, có trí tiến thủ, có công việc tốt, vui vẻ để đồng hành cùng em trên cuộc sống tươi đẹp này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Thị Yến, mình sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Hiện tại mình là sinh viên năm tư chuyên ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình là một con người hướng ngoại, thích đi đây đi đó và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả. Tính mình khá là năng động ấy. Mình có tật xấu là khá là lười làm việc nhà, cũng khá là nóng tính và khó tính trong khi làm việc nhóm. Điều duy nhất mình thấy ở mình là mình có thể mang tới năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Mình có thể ngồi lắng nghe mọi người chia sẻ câu chuyện. Những lúc rảnh thì mình sẽ tìm tòi những công thức nấu ăn mới, hoặc là mình sẽ rủ bạn bè mình đi chụp ảnh. Vì mình sống trong một môi trường nghệ thuật nên bạn bè mình cũng có cái gì rất là nghệ thuật, nên là mình sẽ có những bức ảnh sáng tạo rất là tuyệt vời như này. Mình xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình tên Trần Văn Tới. Mình sinh ngày 18 tháng 4 năm 1988. Mình sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên. Về công việc hiện tại của mình thì mình đang làm IT của trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Thì về ưu điểm thì là bản thân mình biết nấu ăn, biết nội trợ, chăm sóc gia đình. Về nhược điểm thì là đôi chút là hơi nóng tính, cần một sự chân thành và chung thủy giữa hai người yêu nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Tiến. Mình sinh ra và lớn lên ở nhà. Mình sinh năm 1989. Có việc thì mình đã hồi làm việc tả tốt với giờ đã công ty làm gì, chỉ đã giãn cách xã hội thì chỉ là có việc, nhưng có việc quạt ở đóng cửa đóng nhà. Và mình đang còn có ý định là một số thì còn ở Hàn Quốc, nhưng mà mình chỉ có ý định là xin việc tại Việt Nam. Sở thích của mình là đọc sách, đi du lịch, nghe nhạc và chơi các môn thể thao. Còn về ưu điểm thì ưu điểm của mình là mình có hút thuốc, hiền lành, nhiệt tình và rất là tốt bụng, sống rất độc lập và có chí khó tiến. Về nhược điểm thì mình nấu ăn rất là kém. Chị Hà hãy dùng mọi người một bài hát lời anh muốn nói của nhóm dân em. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt rồi mọi em vui. Hãy để nụ cười đột trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Hy vọng là nghe xong cái đoạn clip vừa rồi thì các bạn cũng là mường tượng được trong đầu, hình dung ra ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với những bạn như thế nào. Mặc dù hiện tại là chưa thấy hình ha, mới có nghe tiếng thôi nha. Bây giờ thì cho chị Tường hỏi hai bạn nam của mình trước nè. Tới nha, Tới là ở ô cửa màu đỏ ha. Mình xem hai cái video clip vừa rồi của hai bạn nữ thì mình có ấn tượng gì không? À, cô làm võ ấy chị. Cô làm võ phải không? Tại sao em lại ấn tượng với bạn đó? Thích gái có võ hả? Võ thì chắc là mạnh mẽ hơn chị. À, có võ mạnh mẽ hơn ha. Ở Nghệ An, ở quê hương của bác đó, đánh võ ghê lắm đó. Thế thì bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Thích nấu ăn là mình nấu được những món gì ngon, là kể chị Tường nghe với coi nè. Mình thường hay nấu những món gì nè? Hầu như là món nào em cũng nấu được, mà không món tổ đi ạ. Mấy mốt ví dụ mình lấy vợ thì mình có sẵn sàng chia sẻ chuyện bếp núc, mình có sẵn sàng là xuống bếp nấu cơm cho vợ con mình ăn không, hay là cái chuyện bếp núc là của vợ? Có đi chị. Cuối tuần thì mình sẽ thay vợ hoặc người yêu nấu cơm cho người yêu hoặc vợ ăn. Ok, hiện tại là Tới đang ở với ai? Dạ, em đang ở Quận Bình ạ. Tới là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha quý vị nha. Rồi bây giờ Tường sẽ hỏi Trang nè, khi mà xem hai cái video clip của hai chàng trai thì Trang có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Trang đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Vâng, em ơi chị, em thấy rất là thích bạn trai biết nấu ăn ạ. Wow, là chàng trai ngồi chung ở ô cửa màu đỏ với mình luôn đó. Anh Tới mới giới thiệu đó. Em nghĩ là nếu mà con trai biết nấu ăn thì chắc là cũng sẽ biết sẻ chia đồng cảm với người yêu hoặc là người vợ của mình ấy. Thì em nghĩ là người đàn ông như thế là hồi nãy chị thấy em là cái clip vụ đi võ đó là sao?
Em học võ từ nhỏ ạ. Sau đó thì được thầy huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh tuyển về đội tuyển tỉnh tập luyện và thi đấu cho tỉnh Nghệ An. Một thời gian tập luyện và thi đấu thì em được đội tuyển quốc gia gọi ra tập luyện ạ. Rồi sau đó trong thời gian em học đại học thì em chuyển về thi đấu và tập luyện cho đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam. Wow, vận động viên quốc gia luôn. Những cái giải thưởng của em đạt được là giải gì, chia sẻ với mọi người với. Em có huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức một lần ạ. Kiểu cạnh tranh khốc liệt, có khá nhiều huy chương vàng bạc đồng trong các giải trẻ, giải vô địch. Qua trời ơi nha, hai anh cẩn thận nha. Trời ơi, người ta huy chương vàng, huy chương bạc, người ta vận động viên là đội tuyển quốc gia nha. Ủa, là cái môn võ em học là võ gì cưng? Dạ em học karate. Đa gì em? Dạ em đai đen nhị đẳng. Trời ơi, đai karate, đai đen nhị đẳng thì vận động viên quốc gia là quá dữ luôn rồi. Mấy anh cẩn thận nghe. Ừ, nấu ăn cho tôi ăn đi, hứa tôi mà không nấu là tôi quýnh à. Nghe học khó hiền lắm chị. Không có nghe gừng giống chị mới tả đâu. Không, bây giờ chị hỏi thiệt nè, chị hỏi cái này hỏi thiệt hỏi vui nha. À, mình học võ, mình đi thi đấu bao nhiêu năm vậy đó, ở ngoài đời thực tế có khi nào em đã có một cái trận nào mà bị phải quýnh lộn, mới bị phải tự vệ gì đó với một cái đối tượng nào chưa? Thực ra em từ lúc học cấp 3 hay là học đại học thì mọi người đều kiểu biết em như thế rồi, hay là hoặc là nhìn em như nào đấy, nên là mọi người không ai dám mặt hết. Không ai dám bằng hiếp phải không? Rồi, quá ngon lành. Trời, chị nghe chị còn sợ nữa. Không dám bằng hiếp em. Rồi, bây giờ qua đến hai bạn ở ô cửa màu xanh. Tường hỏi bạn trai trước. Tiến ơi, Tiến ơi. Hồi nãy như chị coi, chị nghe không làm. Tiến cũng ở Nghệ An, phải không Tiến? Dạ vâng, em ở Nghệ An. Mình xem hai cái clip của hai bạn nữ, mình có ấn tượng gì chưa? Một người đồng hương với mình mà trình bày bản thành tích võ thuật như vậy, thì không biết là với cương vị của một người đàn ông thì em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính. Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính. Trời ơi, rất bạn gái rất là nam tính. Người ta thùy mị rất na vậy mà la nam tính. Trời ơi, tôi thấy thùy mị muốn chết nè. Các bạn này học vò nên anh nghĩ là bạn nam tính thôi. Rồi, thế còn mình thì sao? Mình đi Hàn Quốc được mấy năm rồi? Em đi được 5 năm rồi chị. 5 năm đi hợp tác lao động hả cưng? Nãy chị nghe là em đang còn tiếp tục muốn đi nữa, cho nên là em chưa có xin việc làm ở Việt Nam đúng không? Cái đấy thì còn tùy thuộc vào nếu mà hai vợ chồng mà kiểu thỏa thuận với nhau ấy, nếu mà mình muốn bây giờ ở nhà mà để cho hạnh phúc gia đình thì mình có thể ở nhà để mà kiếm việc làm ở nhà được. À, cho chị hỏi một chút là mình đi 5 năm như vậy thì thật sự cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà chị cũng muốn hỏi luôn để xem là khi đi làm việc ở nước ngoài nó có khó khăn, nó có khắc nghiệt lắm không? Cái kinh tế thì mình khá hơn khi mình làm ở Việt Nam đúng không em? 5 năm để dành được nhiều không? Thì tất nhiên là mình cái gì cũng có cái giá của nó chị. Nếu mà mình sang bên đấy thì lương nó cao hơn. Thì đi sang bên kia thì mình cô đơn hơn, người Việt nó ít hơn chị. Ừ. Về Việt Nam vậy là bao lâu rồi? Em về được 9 tháng rồi chị. Đó là những cái thông tin của bạn Tiến ha, ở ô cửa màu xanh. Như vậy thì chương trình chúng ta chỉ còn một bạn nữ cuối cùng thôi, đó là em Yến ha. Hồi nãy giờ mình có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em có ấn tượng với Tiến ạ, thì em thấy anh hát khá hay ạ. À, mình đang còn sinh viên năm cuối thì trong đầu mình có những kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em nghĩ là em sẽ phải hoàn thành nốt chương trình việc học của em, xong rồi kiếm một công việc phù hợp. Yến là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1999 ạ. 99. Bây giờ hai anh trai trong chương trình của mình thì có vẻ là tuổi lớn hơn mình như vậy nhiều, thì không biết là bạn trai của mình là lớn hơn nhiều như vậy em thích không, hay là thích chỉ cùng cái trang lứa của mình thôi? Em thì em trải qua khá là nhiều mối tình ạ, thì đa số là bằng tuổi và ít tuổi hơn em, nên là em cũng mong muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn. Em hy vọng là trưởng thành hơn, chiều chuộng em hơn. À, hy vọng lần này mình thay đổi, coi như là thay đổi cái phong thủy coi nha, coi có cái gì khác biệt không nha. Bây giờ tôi khai thác tình trường luôn nè. Đó, bây giờ Yến sao, kể lại tình trường chị Tường nghe coi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua nhiều quá, em không thể kể hết được. Cái mối tình nào mà nó gây cho em nhiều cái ấn tượng? Có một mối tình thì khoảng tầm thời gian này năm ngoái ạ, thì anh ấy là một kiểu nhạc sĩ. Em thì rất là thích mê ca hát rồi, thì ấn tượng đầu tiên thì em đã rất là thích anh ấy rồi. Sau đấy thì em có kiểu nhắn tin, kiểu thả tính qua lại, thì em thấy anh cũng kiểu thả tính lại với em, thì em nghĩ là kiểu hai đứa sẽ thích nhau ấy. Mà sau một thời gian thì dương anh ấy mất tích và anh ấy không có một lời giải thích gì cho em. Tại em thì kiểu em muốn xác định lâu dài anh ấy, nên là em cũng rất là buồn ấy. Mối tình kiểu mất thời gian để quên lâu nhất ấy. Phải mất bao lâu mới có thể quên được? Thì bây giờ em vẫn còn nhớ anh ấy luôn.
Mà đến bây giờ em có gặp lại anh đó không? Hay là mất tiêu luôn? Trong khoảng thời gian trước thì anh ấy có liên lạc lại với em, xong rồi anh ấy lại nhân biến mất. Xong rồi anh ấy lại liên lạc lại và anh lại biến mất một lần nữa. Hay là tại người ta có vợ? Sau đấy thì anh ấy chặn hết mọi thông tin của em. Hay là nhiều khi người ta có vợ rồi? Không, anh ấy kiểu thích một người khác. Chắc chắn những người đàn ông như vậy là không có còn độc thân nữa, không có cô đơn nữa. Một là người ta cũng có người yêu chính thức của người ta rồi. Hai, nhiều khi người ta cũng có vợ có con rồi. Lúc nào người ta buồn bồ, giận bồ, hay là hai cha hoặc lầy bồ, người ta đi du lịch đi chơi hay gì đó, người ta rảnh quá người ta mới đi kiếm mình chút. Còn khi nào mà bạn gái của người ta xuất hiện là người ta lóc mình, người ta sợ mình phá hoại. Trời ơi, lần sau rút kinh nghiệm nha. Mấy cái vụ này chị Tường rành lắm. Đàn ông mà cứ biến mất là bảo đảm những người đó là nguy hiểm lắm, đừng có nên đụng vô. Em có chia sẻ là em gặp cái anh đó anh hát hay là em thích ảnh liền. Vậy thì cái gu của em á, cái kiểu của em là mình thích người ta trước hay là mình thích được bạn trai đeo đuổi mình? Em thì ban đầu nếu mà em để ý một chàng trai nào đấy, nếu mà người ta để ý lại mình thì em lại không thích nữa. Em thích những cái người mà kiểu hơi khó đeo đuổi một tí á. Theo tình thì tình phụ, mà phụ tình là tình theo em ơi. Mình muốn cho nó yên bề thì mình phải kiếm cái người nào yêu thương mình, chăm chút chiều chuộng mình. Mình cứ chơi cút bắt trò chơi với mấy anh kia chi cho nó khổ. Rồi nếu đã như vậy thì Tường lại quay lại với tiếp tục cái bạn ở ô cửa màu xanh luôn. Tình trường của Tiến sao Tiến ơi? Em thì chính thức thời trải qua hai mối tình. Từ bên Hàn Quốc thì em yêu một cô sinh năm 98, được gần một năm thì cô ấy cùng hơi trẻ con một chút. Em thì bận làm việc nhưng mà cô ấy thì khi nào nhắn tin cũng bắt em rep hết, với lại khi nào cô ấy cần thì em phải đến bên cô ấy. Sau một thời gian thì cảm thấy không hợp nhau ấy, thế thì cô ấy bảo cô ấy chia tay. Thì chia tay một thời gian thì cô ấy phải có người yêu luôn. Thế còn cái mối tình còn lại? Mối tình còn lại thì em mới quen được khoảng 4 tháng trước, một cô cùng quê sinh năm 2000. Trời ơi, nhỏ dữ vậy. Thì cô ấy đang làm việc ở Hà Nội, trong thời gian đang giãn cách xã hội này thì em không ra được với cô ấy, thì cô ấy có người mới nên là thôi chia tay luôn. Trời ơi sao khổ vậy trời, vậy bây giờ dịch bệnh mà làm sao mà ra được? Có phải mình không muốn ra đâu mà tại con Covid nó không cho mình ra mà. Như vậy là yêu xa là không được rồi. Hai cô trước gì mà sinh năm 2000, rồi một bạn ở bên Hàn Quốc á, thì em la trẻ con quá. Rồi bây giờ chương trình hôm nay còn bạn gái 1999 luôn đó, em thấy sao? Em thì cũng có thể thay đổi được cho phù hợp với người khác, nhưng mà em cũng đến tuổi rồi đấy, muốn kết hôn đấy đấy, nên là em cũng không thể chờ được lâu. Đây đây coi, mọi thứ là tùy duyên nha. Tình yêu nó rất là bất ngờ. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi ở ô cửa màu đỏ nha. Thì với cô gái võ thuật của tôi trước nè, cô Trang nè. Trang ơi, tình trường sao Trang? Dạ, em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là mối tình học sinh ấy chị. Cuối lớp 10 thì em có quen một bạn và yêu được khoảng gần một năm ạ. Mối tình thứ hai là một bạn em quen ở đội tuyển quốc gia ấy chị. Dạ, quen 5 năm ạ. Trời ơi, rồi làm sao chia tay vậy? Dạ, em cảm thấy sau một thời gian yêu thì em bị coi bạn đấy là trung tâm quá vậy. Và em cảm thấy là mình không được là chính mình trong cái mối quan hệ đấy nữa anh chị. Nếu mà mình gặp đúng người thì mình không cần phải cố gắng gồng mình là mình phải là người như thế này hoặc người như thế kia. Với bạn ấy thì em cảm thấy là trong mối tình khi mà mình được là chính mình thì mình sẽ hạnh phúc nhất. Tính cách của em nó hơi trẻ con một chút. Mỗi lúc mà em hơi tính khí hơi không tốt hoặc hơi trẻ con thì bạn ấy sẽ kiểu chỉnh sửa em hoặc là sẽ muốn em phải như thế này, phải như thế kia ấy chị. Có một thời gian thì bạn ấy chuyển công tác đi một nơi khác thì bắt đầu em xa bạn ấy và em có một vài suy nghĩ, ngồi lại và tự suy nghĩ về tình của mình và em cảm thấy em có một vài quyết định và sau đó bọn em chia tay ạ. Là do bạn đó đi xa, nói chung là cũng xa mặt rồi, cách lòng nó khó khăn rồi chia tay luôn. Tới ơi, em trải qua mấy mối tình rồi Tới? Em thì trải qua cũng có 2 mối tình rồi. Cái mối tình nào là nó để lại cho em nhiều cái ấn tượng sâu sắc nhất nè? Mối tình đầu tiên chị ạ, được hơn 4 năm chị ạ. Từ lúc đấy thì là một người đang đi học, một người đang đi làm, mình cũng khác nhau. Quen nhau 4 năm rồi, không thương lượng được, không chờ đợi nhau, không trao đổi với nhau được hả? Cô ấy thì dự định đi nước ngoài thì du học ấy. Cô đi du học? Em đang học, em học muộn mà. Cô đi du học, thế là chia tay.
hay là sao? Cô ấy thì bảo là thôi bây giờ là hai đứa thì nó khó về cái gọi là hai đời nó khác nhau quá và cái suy nghĩ nó khác nhau thì. Rồi ai là người chủ động chia tay? Cô ấy thì ạ. Rồi em không có níu kéo gì hết, em chờ chia tay em ừ luôn. Không, em níu kéo với chị nhưng mà người ta đã quyết rồi, làm sao mình níu được nữa. Em thích mẫu người như thế nào? Em tưởng tượng ra bạn Yến hôm nay ra làm sao? Em thì thích mẫu người từ cao khoảng 1m85 trở lên đi chị. Hiền lành, sống có tình cảm một chút, chung thủy nữa. Nãy giờ có tưởng tượng gì ra bạn Yến như thế nào không? Em nhìn qua hình thì thấy Yến rất là xinh. À, vậy còn Yến thì sao Yến? Yến thích một mẫu người như thế nào nè? Em thì cũng không có mẫu người cụ thể đâu. Chiều cho em một chút thì em cũng khá là thích. Còn hai chàng trai hôm nay thì anh được tiên thì khá là hay ạ. Còn anh thứ hai thì biết nấu ăn thì em thấy là điểm khá là tốt ạ. Đường tình yêu đi qua con đường bao tử nha, tới nha. Em là lợi thế lắm nha, tới. Biết nấu ăn là mấy bạn nữ khoái lắm à. Rồi thế còn Trang, Trang thì thích mẫu người như thế nào nè? Dạ em thích mẫu bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích chơi thể thao, cao khoảng 1m75 trở lên và nặng cũng trên 75 cân. Nếu bạn ấy thích đọc sách nữa thì rất là tốt ạ. Tới cao mét mấy tới? Dạ em cao 1m71 ạ. Cũng ngon rồi, vậy được rồi. Trời ơi, tiêu chuẩn của cô Trang hơi cao nha. Cao 1m75, nặng 75kg, còn biết đọc sách, ước mơ cũng chỉ là mơ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần 2, đó là mở cửa trái tim. Xin mời, cho 4 bạn cùng xuất hiện trên khung hình. Chào các bạn. Chào các bạn nha. Giờ tôi dí ông tới tiếp nè. Ấn tượng đầu tiên như thế nào khi vừa nhìn thấy bạn ấy? Xinh chị ạ. Xinh chị ạ. Giống cái sự tưởng tượng của mình không hay là nó khác? Nhỏ con hơn, con gọn hơn. Gọn hơn. Nói chung là nếu mà bảo bạn ấy học võ thì không ai tin chị ạ. Tình ha. Chắc là em không đủ với yêu cầu chiều cao. Trời ơi, 1m75 mà bây giờ cao 1m71 là được rồi. Tôi nói rồi, thực tế không có ai bài con làm vậy đâu. Còn Trang sao Trang? Ấn tượng của Trang khi thấy thầy giáo của tôi như thế nào? Dạ, ấn tượng đầu tiên của em mê bạn tới là khá chỉnh chắn ạ, hiền lành. Cô Trang có mềm lắm không Tiến? Bây giờ thì em thay đổi rồi chị ạ. Thay đổi. Bây giờ cảm thấy bạn ấy chịu già hơn, xinh gái và cảm thấy cũng khá là chín chắn ạ. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút. Rồi, cô gái cuối cùng, cô gái nhỏ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Bé Yến ơi, bé Yến thì như thế nào? Em thấy cả hai anh đều khá là trưởng thành ạ, chín chắn. Em có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em ấn tượng với cả hai anh. Không, người ta trẻ mà người ta trả lời khôn dễ sợ không? Ấn tượng với cả hai anh luôn, cho nó nhanh, cho nó lẹ, không bỏ sót anh nào hết trơn á. Rồi, thế bây giờ mình có những cái chủ đề mà các bạn sẽ cùng nhau trò chuyện để mà mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay là gì? Nếu bạn trai hoặc là người chồng mà nói rằng em chỉ cần yêu bản thân, không cần đi làm kiếm tiền để anh nuôi em, thì bạn gái suy nghĩ như thế nào? Trước tiên, cô gái Yến sẽ chia sẻ trước, mình sẽ nhìn góc nhìn của cô gái trẻ này, sinh viên năm 3 như thế nào nha. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Rồi nếu mà anh cứ vẫn cương quyết, anh vẫn cứ kiên trì như vậy thì em tính làm sao? Nếu mà kiểu yêu mình, thích mình thì sẽ kiểu cũng không có cãi mình đâu ạ. Nhưng mà có những đàn trai người ta cũng kiên quyết lắm, người ta cũng rất là kiên định, muốn bạn gái ở nhà thôi, không có đi làm gì cực khổ. Có nhiều khi người ta ghen nữa, người ta không muốn cho em đi làm, không muốn em tiếp xúc, ở nhà anh nuôi, anh lo. Thì nếu mà gặp phải một cái người như vậy thì em sẽ xử trí như thế nào? Nếu mình không có thương lượng được chứ, em có cam chịu như vậy hay không? Hay là mình phải chấm dứt mối tình đó, hay là em xử trí như thế nào? Không chị, chia tay luôn chị. Chia tay luôn chị. Rồi còn Trang thì sao? Nếu mà bạn trai hoặc chồng em nói về em như vậy thì em cảm thấy là cũng rất vui ạ, vì điều đó chứng tỏ là bạn ấy rất là yêu em. Em sẽ trò chuyện với bạn ấy và nói rằng là dù em có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của bản thân, chứ không phải là chỉ ở nhà và làm nội trợ hoặc là chỉ ở nhà để anh nuôi. Và em nghĩ là một cô gái độc lập sống với những cái niềm vui của bản thân thì mới hạnh phúc. Và nếu mà bản thân hạnh phúc thì mới có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc cùng một người.
À, Tiến ơi, em thì thấy như thế nào? Theo em thì Yến không nên nói thế ạ. Nói với người yêu thì ngồi lại nói với nhau, rồi nói với anh. Theo em thì tình yêu là nó phải từ có sự thấu hiểu của cả hai ấy. Đối phương cần gì thì mình cho, kiểu hai bên cho nhau ấy, thì nó hạnh phúc hơn. Chứ một người mà cứ chuyên cho còn người kia chuyên nhận thì người lâu ngày thì hạnh phúc thì nó sẽ không đến được đâu chị. Với lại nếu mà một người mà không đi làm thì thời gian rảnh nó nhiều thì em nghĩ là cũng không hạnh phúc đâu, vì phải có một công việc để quên đi thời gian nó trôi nhanh hơn, và cảm thấy hạnh phúc hơn. Như vậy là em cũng đồng ý là ví dụ bạn gái của mình với vợ của mình là cũng được, cũng đi làm đồ thoải mái đúng không, chứ em cũng không muốn là để vợ ở nhà. Đối với em thì em cũng có thể nuôi, nhưng mà có cái công việc để cho mà quay hòa và có công việc để thời gian nó trôi qua nhanh thì nó hơn. Cảm ơn em. Thế còn Tới thì sao? Suy nghĩ của Tới thì như thế nào? Quan điểm của em thì về vấn đề đấy thì tốt nhất là người phụ nữ là họ sẽ tự chủ về tài chính thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, không phụ thuộc vào người chồng. Thế còn nếu mà bảo là chồng bắt ở nhà thì nó sẽ là gò bó suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nó cũng rất khó. Mà theo bạn Yến nói mà bảo là bây giờ nếu mà người yêu hoặc chồng của mình đề nghị ra cái phương án đấy mà bạn ấy này bảo là chia tay hoặc gì thì nó cũng vội vàng quá. Thì nếu mà người chồng hoặc người yêu của mình mà đề nghị ra cái phương án đấy, theo em thì là cả hai sẽ ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái kết luận hợp lý một chút, chứ không phải là người ta ép mình ở nhà. Theo quan điểm của em thì em không muốn người yêu hoặc vợ mình ở nhà. Thời ông bà mình, cha mẹ mình là nhiều khi phụ nữ là chỉ ở nhà nội trợ bếp núc thôi. Bây giờ thì chắc là bắt phụ nữ như vậy cũng hơi khó. Tại bây giờ là thời buổi nó hiện đại rồi, nam nữ cũng bình đẳng rồi, nữ cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền. Thậm chí có những gia đình là nữ mà còn nhiều khi kinh tế còn mạnh hơn cả nam nữa. Nhưng mà nói chung mình không có cái nào đúng và không có cái nào sai cả. Tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh của gia đình thì chúng ta sẽ thỏa thuận cái cách nào đó, mà miễn sao gia đình mình cảm thấy là nó vui vẻ, nó hạnh phúc và nó tốt nhất là được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai của ngày hôm nay. Có nên yêu lại người cũ hay không? À, chủ đề này tôi mời thầy giáo trước nè. Anh Tới ở ghế màu đỏ. Theo em thì cũng rơi vào nhiều trường hợp chị ạ. Cũng có thể là nếu mà do mình làm sai, phạm cái sai lầm nào đó thì mình sẽ xin lỗi và sẽ tìm mọi cách để níu kéo cái mối tình đấy. Nhưng mà theo quan điểm của em thì đã là người yêu cũ rồi thì khó có thể quay lại được với nhau được. Mình đã chia tay rồi thì vết thương trong lòng thì đau đớn, biết được là bây giờ là mình chia tay thì sẽ buồn, nhưng mà cố mà vượt qua thôi. Chứ còn đã chia tay rồi nhau rồi, quay lại thì cũng không được bền nữa. Dù có cố như thế nào đi nữa thì trong lòng mình luôn cảm thấy một cái điều no sợ, hay là một cái điều cảm giác như là sẽ đến một lúc nào đó thì người ta lại rời xa mình thôi. Chuyện gì đã qua thì thôi để cho nó qua. Nhưng là em, quan điểm của em là sẽ không yêu lại người cũ. Còn Tiến thì sao Tiến? Mình có nên yêu lại người cũ hay không? Nhiều người thì người ta phần yêu lại được vì là tình cảm sâu đậm, nhưng mà theo em thì em không. Một cái bát đã vỡ rồi thì có gắn lại thì nó cũng có nhiều cái rạn đất không được như mới đầu nữa chị. Còn Yến thì sao Yến? Cũng là một lần là được rồi đó chị. Lần này thì tôi đồng ý ý kiến của cô gái này nè. Cái chuyện tình của em hồi nãy em kể đó, là em có yêu cái anh mà anh nói gì đó, anh làm nhạc sĩ mê anh hát gì đó. Mà bây giờ ảnh đi mất tiêu rồi. Bây giờ giả tỷ một ngày nào đó, bây giờ ảnh quay trở lại nè, ảnh đàng hoàng, ảnh là hồi tâm chuyển ý. Nhiều khi ảnh bỏ cô kia, anh chia tay cô kia rồi, ví dụ vậy đó. Giờ ảnh chăm sóc em, ảnh yêu thương em nè, thì giờ em có muốn thử quen với ảnh không? Không chị ơi, tại vì trước đấy thì anh ấy cũng có quay lại rồi lại bỏ em thôi. Nghĩ là anh ấy bỏ em một lần thì anh sẽ bỏ được nhiều lần hơn thế ạ. Anh ấy bỏ một lần thì bỏ nhiều lần hơn hả? Trang thì sao Trang? Không ai sống hai lần trên một dòng sống gì, tức là dòng sống ở cái thời điểm đó là mình đã quyết định như vậy thì đó là quyết định tốt nhất của mình rồi, thì em nghĩ là những cái cảm xúc và quyết định đấy thì nó sẽ không thể quay lại một lần nữa nguyên vẹn như thế nữa, nên là em cũng chọn là cả bốn bạn trẻ ở đây là đều không đồng ý với cái chuyện là quen lại người yêu cũ. Vậy mà tại sao ông bà già xưa mình lại có cái câu là tình cũ không rủ cũng tới? Tụi em nghĩ sao? Đấy là kiểu là khi người ta kết hôn rồi đấy, sau thì người ta gặp lại, người ta quen nhau lại. Chứ mấy khi mà kiểu mà tình cũ không rủ cũng tới, kiểu là đang độc thân mà người ta tới với nhau đâu. Có đó nè, kinh nghiệm tôi làm 7 năm trời mai mối nha. Tôi nghe có nhiều câu chuyện là coi như là cái mối tình đó là mối tình đầu ha, quen nhau ha,
cả chục năm, nhưng mà thật ra trong cái giai đoạn cả chục năm nó mới tới đám cưới á là gãy gánh dọc đường, mạnh người này quen người khác, mạnh người này quen người khác, rồi mấy chập rồi cuối cùng quay lại rồi lấy nhau và sống hạnh phúc luôn. Trên thực tế chuyện gì cũng có hết đó, nhưng mà nói chung là bản thân chị Tường cũng đồng quan điểm với tụi em, cái gì nó qua rồi là qua luôn em ơi. Thế thì bây giờ là hiểu biết nhau nhiều nào, nghe quan điểm của nhau nhiều, chia sẻ nhiều. Thì bây giờ chị Tường sẽ mời mỗi bạn sẽ phát biểu một câu nữa thôi. Mình có muốn nói điều gì trong giờ phút này hay không? Muốn gửi lời đến ai đó trong chương trình này cái gì hay không? Rồi sẽ kết thúc và chúng ta sẽ đi đến tới vòng cuối cùng, đó chính là cái khoảnh khắc quyết định. Xin mời Tiến trước đi. Thì bây giờ của em là em cũng lớn tuổi rồi chị, em là chỉ còn một yêu một thời gian để kết hôn thôi. Hai bạn ở đây thì em có cảm tình với bạn Trang, bạn Hiến thì bạn ấy còn trẻ quá, đang học đấy, tâm hồn bạn ấy đang lãng mạn quá, em cũng có thể yêu được. Và nếu mà đã còn trẻ thì em có thể yêu được bạn ấy, nhưng mà bây giờ đang em lớn rồi nên là em cũng khó mà chờ bạn ấy. Mời tới. Em thì có tuổi rồi ấy, thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu để hai đứa đến được với nhau ấy. Nếu mà còn trẻ thì là Tiến thì là sẽ là hợp thôi, còn về bạn Trang thì em thấy suy nghĩ của bạn Trang là chín chắn. Thế vậy Yến cảm xúc như thế nào? Em thấy em hơi bị lạc lõng giữa đám đông. Sao lạc lõng em? Tại mấy anh kìa, mấy anh cứ nói là em nhỏ quá, không hợp. Cái cổ thấy cổ lạc lõng đó. Thì anh không nói em là trẻ con hay gì hết, anh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà em bây giờ đang học ấy, thời gian nó còn nhiều. Anh thì nhiều tuổi rồi nên là anh không thể chờ được nữa. Vậy em học xong năm nữa em lấy chồng luôn rồi sao? Thì em có thể hẹn hò chị. Thiếu gì người đang đi học rồi người ta lấy đó. Chồng lớn tuổi hơn vợ, người ta lớn hơn 1-20 tuổi còn được nữa đi. Huống chi có mấy tuổi. Mọi thứ đó chỉ mới là cái lý thuyết thôi. Còn cụ thể vô thực hành mà dính vô tình yêu rồi là khó nói lắm. Dính vào tình yêu thì ý quy bằng không mà chị. Cũng không biết trước được tương lai. Đúng rồi, đâu biết trước được tương lai. Mấy anh này không có kinh nghiệm gì hết trơn à. Chúng ta sẽ đi đến cái vòng cuối cùng. Khoảnh khắc quyết định. Các bạn đã chuẩn bị sẵn giùm cho chị Tường những cái biểu tượng là trái tim và biểu tượng mặt cười chưa? Nếu như mà mình muốn kết nối với người nào ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu như chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa phù hợp với ai hết, chưa tìm được đối tượng, thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng là gương mặt cười. Chị Tường xin mời các bạn hãy nhắm mắt lại. Chị Tường sẽ có 5 giây đếm ngược để chúng ta bắt đầu đưa cùng một lúc biểu tượng của mình nhé. Xin mời các bạn cùng nhau nhắm mắt và hãy sống thật với đúng trái tim của mình, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình. Thay đổi rồi chị ạ. Thay đổi. Bây giờ cảm thấy bạn ấy dịu dàng hơn, xinh gái và cảm thấy cũng khá là chín chắn. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút. Em có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của mình. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Em thì chỉ cần một người phụ nữ là yêu thương mình thôi, không cần phải là xinh quá hay là công việc quá. 5 4 3 2 1. Xin mời biểu tượng của các bạn, sự lựa chọn của các bạn. Cười. Hôm nay tôi cũng thành công, chúc mừng đã từ hai cái mặt cười đó biết sao. Chúc mừng một cặp đôi màu đỏ đó, đó là thầy giáo Tới và cô Trang. Bây giờ cho Tường hỏi một chút xíu nè, mình hỏi cái cặp không chọn trước đi nha. Tiến ơi, muốn lấy vợ liền cho nên là mình lại đưa cái mặt mà cười đúng không? Còn Yến có buồn gì không? Em xin lỗi là tại em từ đầu là đã nói thế là nên là bạn buồn rồi. Đúng rồi, thôi mặc dù là trong chương trình ngày hôm nay ha, mình chưa có kết nối được với nhau, nhưng mà chị Tường cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc
và tin tưởng chị Tường ha. Mặc dù hôm nay là cái nhân duyên chưa có tới với mình, nhưng mà không sao cả, thì mình cũng có một cái buổi trò chuyện thật là vui vẻ, đúng không? Và chị Tường chúc cho các bạn là được nhiều sức khỏe nè, và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Kính thưa quý vị, khi đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, mặc dù là cặp đôi không thành công, nhưng mà nhãn hàng bột giặt John cũng tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nhé. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình, chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn chị Tường nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Thầy giáo ơi, cảm xúc hiện tại của em như thế nào à, tới? Ui, nhưng mà hơi run kìa, không biết nói thế nào. À, em có nghĩ là Trang cũng sẽ bấm nút chọn mình không? Hỏi thiệt. 50 thôi kìa, thì em thấy bạn Tiến sẽ gần bạn Trang ở quê Nghệ An hơn, hai bên sẽ hiểu nhau hơn là em ngoài Hà Nội. 50-50, nhưng cuối cùng em cũng quyết định theo cái trái tim của mình, đúng không? Chúc mừng cho hai em nha. Đây là cặp đôi đã bấm nút thành công, thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn đã trở thành một cặp. Dù là hai bạn đến đây từ hai nơi khác nhau, nhưng mà đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng John gửi gắm qua chương trình. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1 nha. Và đặc biệt nha, nếu như hai bạn mà tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3, 3 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Cảm ơn hai bạn rất rất là nhiều luôn đã đến đăng ký tham gia chương trình. Một lần nữa là chúc cho tất cả 4 bạn tham gia chương trình ngày hôm nay luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Một lần nữa, các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và quý vị khán giả ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Quý vị ơi, hãy tải ngay ứng dụng Netlove để có thể theo dõi chương trình sớm nhất quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.